bài người ta hay như thế mà đánh như là nhạc đám ma mà ngày nào cũng đánh. Chiều chiều trên bến vẫn lâu mà ai ngồi ai câu ai sầu ai thạm, ai thương ai cả mà ai nhớ ai mong. Thuyền ai ai cái gì nhấc lên. Chuyện chi rồi mù. Đứng lên. Mày ngồi một chỗ thì bè ghế nó bẹp một chỗ thôi. Mày nhích qua nhích lại mòn nguyên cả cái ghế của tao. Mày nên nhớ là đây. Mày nên nhớ cái ghế này tao mua là tao tính đến đời cháu nội tao á, ngồi nó mới mòn. Mà mày ngồi như này là giảm thọ cái ghế của tao còn gì nữa. Chú con cha mù ơi, mù nói chí nghe buồn cười quá. Mù như rí mà còn trinh nguyên mà lo chí chậu nồi chậu ngoài. Mệt quá à, lo xa quá, làm mất cái nguồn cảm hứng của em rồi. Em phải đàn tiếp đây. Mày ngồi nhích ra tí đi, ngồi nhích. Ở đây thứ bảy chủ nhật mà hai đứa nhà em đi chơi đâu ế độ hả em? Bởi em ế độ khi nào đâu. Quá như em buồn là em ra vườn nghe em ngắm trăng nha, em làm thơ rồi em ăn hộp vịt luồn rồi chị. Con này thế mà nó tính kỹ nhá, ngồi nhà chắc ăn đỡ tốn tiền. Nói thật thời buổi này á, bạn tí là xỉa tiền ra, sót hết cả ruột. Mà nói thật, chả biết bọn đàn ông chết tiệt nó biến thành nào hết không biết. Để ba đứa chúng mình ngồi cứ mốc lên, chả có ma nào đến hỏi. Ê, giỡn hoài nghe. Hai đứa bay mốc chứ tao không có mốc mà nghe. Sao? Chị ơi, nói đến mốc em mới buồn cho thân em đi chị. 22 mùa lạ rùng rồi mà chưa có thằng đàn ông nó rờ vào vai em hết đó. Buồn ơi, hả? Mẹ ơi. Mày nói ai 22 mùa lá rụng con hoa kia? Thì em đi chứ còn ai nữa. Mày chạy ra mày soi gương cho tao đi. Ôi giời, cái mặt già khú đế cái nhăn nhúm như thế kia mà lúc nào 10 năm nay ai hỏi cũng nói là em chỉ có 22 mùa lá rụng. Sợi, mày đi ngược thời gian à? Anh ấy hay là người hành tinh khác? Mù ơi, sao mà mù xài cái chi mà cũng tính kỳ càng. Mà riêng tuổi em mù xài sáng dựng rửa. Chú cha nói 22 tuổi mà còn ngồi không với trí nè, là người ta cười vào mặt em rồi. Nói là 40 tuổi mà phong không chiếc bỏng với trí là ột dột lắm. Em giảm nói đâu. Trời ơi, mà em nói tiếc nha, em đã thủ thật cáo sổ tiệc đó. Sao? Từ hồi đi học đến bây giờ đó. Sao cưng? Trời ơi, không ai được đụng vào em để là răng chì. Ôi vậy hả? Không. Mà mày nói từ hồi bé giờ chưa ai đụng vào người mày hả? Dạ. Vậy là mày ế sưng ế xỉa, ế trỏng gọng ra rồi. Mà ế như thế là giống tao. Ờ không ạ, à, không mà em không có giọng chì mố nghe. Em quên kể cho mẹ chì nghe nè. Sao? Năm 17 tuổi đó em có một tình yêu. Có. Chú trai anh đẹp trai vô cùng nè. Trí thức vô cùng. Chú trai, tình yêu của em là một tình yêu tha thiết. Một tình yêu trống sáng. Một tình yêu lãng mạn. Một tình yêu vô cùng romantic. Rửa mà coi như là chị mà có 3 tháng là chia tay rồi. Sao vậy? Thì có mù vờ hẳn lấy giáo rước chạy thấy mù nồi chứ chi nữa. Ôi. Coi như là đời em gặp thuộc sinh rồi hái chi nữa. Ủa mày tưởng mày thiếu kiều hả mày? Dạ em kiều nhi đấy chị. Mày có môn kiều nội kiều má chứ kiều nhi. Kiều bà á. Thiếu gì người không lấy tự nhiên lấy chắc có vợ chi cho khổ vậy. Sao không bắt? Mắc chết như chị vậy nè. Chị rắn. Sao? Trời đất ơi, tao thấy hai đứa bay vậy tao tội nghiệp, tao thương hết sức luôn vậy đó. Sao? Chị á hả? 13 tuổi chị có kép rồi. Chú cha mẹ ơi, 13 tuổi là biết yếu rồi. 14 tuổi có người tới cưới rồi. Xuống quá mày. Cha ơi, 14 tuổi là trống vòng tay là chị thành đàn bà rồi đó. Kể tiếp. Nhưng mà 15 tuổi chồng tao chết. Rồi 15 thì để chồng chết vậy. Quả phụ cô đơn. Ê, nhưng mà từ lúc chồng tao chết tới bây giờ nha. Trời đất ơi, trai nó theo tao tấp nập, tao phủi mà không hết. Chị nó bay. Thôi chết rồi. Rửa là anh nhà chết vào giờ trung rồi đó. Cho nên oan hồn lên theo chị đó. Đúng rồi, nguy hiểm. Cũng kiếm cái chuyện nguy hiểm lắm. Sao? Nhưng mà em nói chị nghe là dù có oan hồn hay ma gì đó, theo chị là chị cũng hên rồi. Sổ chị là đè bọc điều, còn em đè bọc ni lông chị ơi. Bà nói là trai theo bà phủi đi không hết. Thế tôi hỏi bà, tại sao mấy năm nay rồi bà phải dọn vào ở chung với tôi con hoa là thế nào? Đúng rồi ha. Tại tao sợ ma chứ bộ. Sợ ma hèn chi mà chẳng có ma nào đến nhà này hết đấy nhỉ. Vui nhỉ. Giỡn hoài đó mà ma với quỷ. Xin lỗi tại mày đi à. Chắc là phi nhiêu rồi. Mày biết không, đúng rồi, hồi đó tao đâu có mi nhon vậy đâu hả. Mà từ ngày tao lên cân tới giờ nghe, cha nào gặp tao cũng khen. Em sổ sữa quá. Em phúc hậu quá. Nó khen rồi bỏ cho là mày. Bây giờ hả, cha nào mà chê tao hả, tao mới hy vọng đó. Vậy
Nhưng mà tôi là tôi mới tức đây này. Sao? Cái hồi tôi còn trẻ nhá, là đi xem bói ông thầy ông nói là tướng cô cao số lắm, tối thiểu phải 5 đời chồng nhá. Trời dễ sướng chứ sao mày. Chú chá mẹ ơi, đời gái mà chịu 5 đời chồng là ném vào lâu sánh cho con chí nữa. Ở đó mà sướng, nát một đời hoa. Thế là hồi đó khóc gần chết nhá. Rồi cứ chờ mãi, rồi 5 tháng trôi qua rồi bây giờ một chồng bói còn trả ra, huống chi là 5 chồng rồi. Của đâu ra mà sộp thế. Thôi thành đảm điên rồi đó. Dạ. Tao nói thiệt nha, tụi bay mắc mớ gì phải lấy chồng. Trời ơi, ở không vậy mà sướng hả mày ha? Dạ đúng rồi, không có chị lấy chồng mới sướng chứ ở không có sướng gì. Cái vậy tao nói tụi bay ngu lắm. Ông bà mình nói có chồng như gông đeo cổ vậy đó. Thôi em thích gông chị ơi. Tao nói thiệt nha, bây giờ hả có thằng cha nào theo tao hả? Giàu con nhà giàu đẹp trai học giỏi cách mấy tao cũng không có thèm đâu, tao nói thiệt á. Mụ điên à? Điên cái gì? Tao thèm gì? Thèm gì kệ tao, tao nói mày nghe. Tao biết sao mày lấy chồng rồi. Tại sao? Mày có cả 100.000 đô la tiền mặt trong tay. Nó khẽ. Gì vậy mày? Chuyện chi rồi mù. Này, gì? Bà dình tôi đó hả? Cần gì tao phải rình? Ngày nào ông đem ra đếm, cần gì tao phải rình? Trời đất ơi, có 100.000, ngày nào ông đếm trơn, đếm mòn ngón tay luôn, hổng mày. Tao nói thiệt á, bởi vì đâu dám nguyên trai đâu, sợ nó vô nó đào mỏ. Đàn bà mà có nhiều tiền khó lấy chồng lắm. Tao nói mày nghe, mày chia cho tao với quà bớt đi. Ê chị Hằng. Gì? Chị chửi mặt tôi đi nhá. Gì? Chị xỉ vả mắng mỏ tôi như tát nước đi nhá. Chị đánh đập tôi tàn nhẫn dã man đi nhá. Nhưng mà tiền của bà đừng có đứa nào mà đụng vào nhá. Đồng tiền nó liền với khúc ruột nhá. Nói thật đó, đau bụng lắm. Làm dữ vậy? À chị sao không giữ? Tao nói chơi bộ. Chơi gì? Giờ lửa mày dám đưa, người ta dám xài cho mày coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi chuyển đề tài khác, tôi không thích nói chuyện tiền đây. Chuyển qua mày. Chi? Mày muốn chồng thành dịch vậy đó. Bầy em muốn chí muốn à. Mà không chịu đi giao thiệp. Mày phải đi đây đi đó, mày có cơ hội mà quen với trai chứ. Đúng. Mày như tao nè, thấy không? Chỗ nào vui là tao tới. Rửa. Đám cưới, đám hỏi, đám gì có trai là tao tới. Rửa. Kẹt kẹt không có đám ma tao tới luôn. Chú cha mẹ ơi, hèn chi tuần vừa rồi về em nhìn vô trong giỏ bà, ôi cha nào nhang nào đen nào vậy, vậy tiền vàng bạc đi đám ma. Đúng về rồi, đã đi đám phủ không à? Cà đồ hả? Quà tặng. Quà tặng của trai. Mày biết không, thằng cha đó, cha đi đó mà cha mua nhang đèn đồ tiền vàng bạc quá trời luôn, cái chả cúng người chết. Cha cúng dư, cái chả cúng tao. Ê quên, chả tặng tao. Chả tặng tao. Vui quá, rửa là ông nào mà yếu mạnh liệt giảm tặng chi luôn cái hôm đó. Quan tài luôn, tặng luôn quan tài. Bây giờ tụi bay thấy tao đẹp rồi trai theo nhiều, tụi bay ganh, tụi bay muốn tao chết sớm hay sao vậy? Không có sao nữa vậy. Xin lỗi tụi bay thôi, bây giờ vậy nè. Tụi bay ít có ra đường quá hả? Tụi bay đang báo tìm bạn bốn phương thử coi. Ô, đương vợ em ưng làm chuyện đó đâu. Em con nhà hoàng tộc mà. Ai muốn chồng mà làm điều đó em muốn đâu. Đừng có nói tầm bậy nghe ụt dột lắm. Ai mà ngu gì mà làm cái chuyện tốn tiền tốn bạc ấy. Tao thấy có nhiều người đang báo tìm bạn bốn phương mà nên duyên vợ chồng mình đó. Ôi mà thôi, thôi dẹp dẹp cái chuyện mà vợ chồng qua bên đi bây giờ nè. Đi chơi với tao. Đi đâu? Hát karaoke hả? Tầm thường. Em biết rồi, ra vườn ngắm trăng rồi ăn hột vịt lộn. Lộn lộn, tôi giả cái chát vô mặt. Bây giờ lộn 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 cái gì? Đi thuộc pizza. Ôi thôi em. Trời ơi, còn con gái ai mà đi thuộc pizza. Sao vậy? Đúng là này, đúng là cái gì? Thuộc pizza vui thế mồ đồ ngu. Excuse moi, mademoiselle. Nói tiếng Việt đi cha. Mặt Việt Nam chân, mày đang nói tiếng Tây nữa. Ok, d'accord. Dạ, cái chết vừa. Xin lỗi. Cái mai vậy? Dạ, xin lỗi chị, nhà này phải nhà của cô Hoàng Hôn không chị? Hoàng Hôn? Dạ. Nhà này không ai tên Hoàng Hôn á. Ủa? Nhà này có 3 cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp thần sầu quỷ khóc. Toàn là bình minh sáng tươi, không ai là Hoàng Hôn hết trơn. Ủa? Vậy nhà này phải nhà số 15 đường số 7 không chị? Phải. Sao ghi rõ ràng là công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà ghi rõ ràng vậy nè chị. Tôi đã nói rồi à nghe. Nhà này không ai là Elizabeth hết trơn á. Yeah. Mà không ai là công tằng tôn nữ hết trơn á. Quả chăng có con công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Hoa. Mà nó ghét đăng báo tiền bạn bốn phương, nó không có đâu. Vậy chắc tôi lộn mà xin phép chị tôi về nha. Dạ. Yeah. Ê này nè. Có ai đăng báo tiền bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này cho tới cho kiếm nè. Ôi. Mày. Này, tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện dư tiền dư bạc ấy nhá. Mà mà có phải ế ẩm gì đâu mà phải đăng báo kiếm chồng cái chứ. Vậy nếu lộn thì xin phép hai chị tôi về nha. Dạ đừng anh ạ. Đây nè nè nè. Anh đọc thì xem có cái gì ở trong mới được chứ. Đọc thử coi. Dạ dạ, đọc thử chị nghe nha. Đọc đi. Dạ dạ. Thiếu nữ xinh đẹp và ngây thơ.
sư mẫu không mà ngây thơ. Yêu màu tím hoa sim, thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh. Đã 22 mùa lá rụng, vẫn cô đơn chiếc bóng, lê bước chân độc hành, đêm đêm về khóc lè lôi. Không, lẻ lôi, độc lộn mà lè lôi. Dạ lộn. Đêm đêm về khóc lè lôi một mình, lẻ lôi một mình. Dạ lộn. Tao nghe văn chương này giống mà giả Lý Hương quá à. Giống tuồng cầu quận 9 quá trời mày. Văn này Nguyễn Ngọc Ngạn phải giả lại tiền nhá. Mà thật nhà này làm gì có ai mà 22 mùa lá rụng, toàn là 40 giờ lên ạ. Chỉ có mỗi mình em là mới 2-3 mùa rưỡi thôi anh ạ. Vậy thôi chắc lộn nữa rồi, thôi xin phép hai chị tôi về nha. Dạ. Đọc tiếp. Dạ, đọc tiếp thôi chị. Còn gì anh đọc nốt đi anh ạ. Dạ, đọc nốt tiếp nha. Dạ. Ai có cam? Ai không có cam? Vô duyên quá đây. Cam quýt cái gì nhà này? Dạ không phải, tại mấy cô làm con dạ rung. Không có, tại mấy thím làm con rung quá. Dạ không phải, tại hai bé làm anh rung quá. Ai có cảm thông phải cam? Dạ. Đọc tiếp. Ai có cảm thông cho nỗi buồn gác trọ thì xin thả cánh nhạn tâm giao về người con gái bé bỏng tên Công Tằng Tôn Nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn, số nhà 15 đường số 7, hứa hồi âm dù thư tới trễ, nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp cũng tiến luôn. Người con gái bé bỏng chắc phải tao rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Dạ, hai bé. Còn câu tái bút nữa. Elizabeth Hoàng Hôn cao 1 thước 65, dòng ngực 95, dòng mông 95, dòng eo 45. Dạ lộ nhà thiệt rồi anh ơi, đây toàn nhắn ép không à, không có 95 gì hết trơn á. Dạ thì chắc cũng hy vọng lộn thôi, xin phép hai bé anh về. Ấy người ơi, người à, dự rửa. Có ai đăng báo tìm bạn Quốc Phương mà để địa chỉ nhà mình cho này tới kiếm? Không, em không. Mày chắc không. Chắn mày chứ em là mày chứ mày chứ. Em không. Tao em không. Em có. Chưa, nó mê trai mà. Chú chó mè ơi, mày dấu nhằn nhùi mà ảo quân bạch báo rửa là mình gặp mạ giảm sính rồi. Chứ chơi, nhưng mà em nói anh nghe nghe, chắc có lẽ là anh không phải mạ giảm sính mố mà chắc anh là mạ giảm lam đó. Chứ cha mà em làm cái chi em cũng thích hết á. Làm thơ em thích nè, làm việc em cũng thích nè, làm lung tung em thích hết anh ơi. À, dạ xin lỗi chị, tôi không phải là mạ giám sinh. Dạ chắc tôi mạ giám về. Tôi xin phép mấy chị tôi về. Quán anh chờ em chút xíu. Hai chị về. Hai chị có thương em không? Không. Tầm bầy nè, hai chị thương em. Bây giờ hai chị đi chơi một mình đi nghe. Trời ơi, nhà mình âm thình dương suy nhiều quá rồi. Để cái chuyện này em giải quyết cho nghe. Nè, thôi ráng đi nghe cưng. Dạ. Tao thấy thằng này cũng được á. Cái mặt nó giống tài tử Hồng Kông đóng vai vua Càn Long á. Đúng rồi. Thôi đi vô cho nó làm việc với trai đi. Dạ. Càn Long mới càng cua cho em nói chuyện phong hết chị ơi. Ôi trời ơi, tay anh răng rửa. Không phải chị, tôi méo mó nghề nghiệp. Dạ. Họa sĩ mà chị. Dạ. Mỗi lần ai đụng vô tay cái tự nhiên tôi nổi hứng lên nè. Dạ. Mới vậy tôi gặp chị tôi muốn vẽ cho chị một cái chân dung tuyệt đẹp vậy đó. Cháu ơi, chân dung em anh ngoại như rí là em giống con trung rồi còn gì nữa. Đâu có. À, chị thì ra. Dạ dạ, em là Công Tằng Tôn Nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn đấy anh nè. Ôi vậy hả? Dạ. Anh không nhận ra em sao? Thì ra, nhưng mà tại sao hồi nãy bạn của chị á, dạ, gọi chị là Hoa? Ôi cháu ơi, Hoa là tên cụm cơm của em. Ôi vậy hả? Anh biết không, ngày xưa khi em còn bé xí như trí nè. Ừ. Cha mẹ ơi, em đẹp lắm anh ơi. À. Em xinh xắn lắm. Chú cha mẹ ơi, em sáng như thiên thần đó anh. Rồi coi như là ba mà em sợ ông bà bắt đó, cho nên đặt em cái tên là Hoa. À. Hoa có nghĩa là hoa 10 giờ anh nè. Hoa trinh nữ đó anh. Tôi nghĩ chị không phải là hoa trinh nữ. Chị hoa chí anh. Mà là hoa bất tử á. Ồ, hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Là hoa ni lông á. Không bao giờ tàn hết nè. Anh vui quá đi thôi à. Nhưng mà chị nói hồi nhỏ chị đẹp như thiên thần vậy. Dạ em sáng như thiên thần rồi anh. Sao lớn lên sao anh? Lớn lên nó khác quá.
không, ý tôi nói là lớn lên cái chiều cao á, 1 thước 65 sao? Chứ trời ơi, 1m65 là em tỉnh luôn guốc đây nè anh nè. Dạ. À, rồi còn cái dòng anh ôi chú cha cái gò đỏ đó à, anh ơi cái tiểu tiệc đó mà quan trọng chí muốn á, có như cái đỏ có như là ứng phong thì hẳn phong, mà ứng xẹp là hẳn xẹp liền á. Ủa, sao vậy? Thì giống như là bánh phong tôm á, bẻ rỉ đi nè. À, anh bỏ với chảo dầu nóng nghe hẳn to đi nè. Có chí muốn à, ngộ quá ha. Dạ dạ dạ, dạ dạ dạ, mời anh ơi. Dạ cảm ơn chị. Dạ, dạ. Ủa tôi chết rồi. Sao chị? Dạ không, dạ em chưa hân hạnh được biết tên anh. Chị làm tôi hết hồn. Dạ 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 mời ngồi. Dạ à, tôi xin tự giới thiệu. Dạ à, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Chú cha mẹ ơi, Dương Thường Trực. Dạ. Nghe cái tên là anh biết anh sức khỏe phí thường rồi. Chị biết hay ghê vậy đó. Dạ à, ba của tôi tên là Dương Thường Xuyên. Vì muốn nói giọng đã tôi là Dương Thường Trực. Trời ơi, coi như là cha con anh di truyền sức khỏe rồi đó. Trời ơi, em vui quá. Dạ. May mắn. Em không có đi. Dạ. Thục thì, mày có thiệt thì Thục pizza sướng hơn. Bây giờ mày không chịu Thục pizza. Ở đằng kia có đám ma, có trại nhiều lắm, thì dẫn mày đi, tôi giới thiệu cho. Thôi thì đi một mình đi. Em thì ở nhà em phụ với con Hoa để mà tiếp khách. Chứ còn nó chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em lại ân hận suốt đời đấy. Tao ngờ mày thương Hoa dữ ha. Thôi giờ hai đứa ngồi nói chuyện với trai nha. Tao vô tao ngủ tao lấy sức, tối tao thuộc pizza. Vâng chị cứ đi đi. Chị... để em làm gì? Vô phòng lấy tiền đếm cho nó sướng đi chị. Tiền nong gì lúc này em để chị nói chuyện với khách nhá. Dạ. Anh ạ, à, thế anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Dạ, xin tự giới thiệu với chị. Vâng. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Dạ. Vâng. Tôi chuyên môn về vẽ về vẽ về hình khỏa thân. Dạ. Khỏa thân à? Dạ. Thảo nào tên là Dương Thường Trực là đúng quá đi rồi còn gì nữa nhỉ? À, anh Trực này. Dạ. Anh chị? Dạ. À, xin lỗi chị. Dạ vâng. À, tại vì tôi là một người họa sĩ nổi tiếng đó chị. Dạ. À, mà một người nổi tiếng thì không thể nào gọi tên tắt được hết đó. Dạ. Xin vâng. Chị kêu tên đầy đủ cho. Dạ, dạ vâng. Cứ dạ. Quên xin lỗi anh. Dạ. Anh là Dương cái gì anh nhỉ? Dạ. Dương Thường Trực. À Dương Thường Trực, vâng. Dạ. Anh Trực này coi như là em thích hội họa lắm nhá. Dạ. Tất cả cái gì mà cứ xanh đỏ tím vàng là em thích tuốt tuần tuột anh ạ. Dạ. Em cho em hỏi câu này về nghệ thuật một tí anh nhá. Dạ. Vâng, thế em nghe nói là nghề họa sĩ kiếm nhiều tiền lắm phải không anh? Ủa, dạ nhiều tiền lắm chị. Vâng, vâng. Chị biết không, có nhiều khi một tấm tranh của Picasso á, vâng, lên tới là mấy chục triệu đô la đó chị. Ôi dồi, thế cơ, dạ. Giàu quá nhỉ. Nhưng mà đặc biệt cái là họa sĩ nổi tiếng phải chết rồi mới có tài có giá. Ôi dồi, thế thì chờ giàu thì lâu quá nhỉ. Dạ. Ôi chị chờ gì chị? Dạ tại vì anh còn trẻ khỏe nên bao giờ anh mới chết. À. Chị. Cái gì em? Em nói chị nghe là tiền ở trong phòng chị một đống ở vỗ đệm đấy chị. Chị ngồi đây chị làm kỳ ra cả người em quá rồi. Anh cứ khuyến thương con nhỏ Hoa Hoàng Hôn này mà nó như thế 39, 40 rồi mà cứ lúc nào cũng ngơi ngơ ngớ ngớ ngẩn như con nít ấy nhá. Yeah. Mà anh biết không, bây giờ nó chát nửa tả phấn vào mặt ấy chứ. Đêm đến là nó chùi hết son phấn, anh biết không, trông nhăn nhún như quả táo tàu như bà cố nội mình á. Kinh lắm. Anh biết không, còn con mùi ní này hẳn á, mùi hơn em bổn con giảm á. Mà chú trai coi kìa cái tưng như con nít á. Bà mù bây giờ hơn tôi nghe, chứ không nói chị hết. Hai chị yên tâm đi. Với trái tim của một người làm nghệ thuật á, thì tôi không bao giờ phân biệt tuổi tác. Và cũng không bao giờ phân biệt xấu đẹp hết đó. Có thể chứ. Cũng như là thái tử sạc nước Anh mấy chị biết không? Biết chứ anh. Đó, chuyên môn đi mê đào già mà xấu không à? Có phụ đi già có thể xấu anh à? Đi trai xấu. Đừng, nhưng mà đừng, anh sao, anh cho em hỏi anh một câu này nữa nhá. Dạ. Thế em hỏi anh ấy là thường thường là anh là họa sĩ tai tiếng nhá. Dạ. Thì là một bức tranh thì anh ký hiệu cái tranh này là cái gì? Bình thường tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Vâng. Nhưng mà khi vẽ tranh thì tôi có ký hiệu là Mặc Quân Huyền. Ôi dồi ôi, Mặc Quân Huyền à? Mặc Quân Huyền nghe tên thâm thúy quá, sâu sắc quá. Dạ. Tuyệt vời quá, nghe cái tên cứ như là tên vua tàu anh ạ. À. Dạ cảm ơn chị. Tuyệt vời. Dạ. Ôi chúa chí mố, Mặc Quân Huyền còn nghĩa là mặc quân gì, có chứ mà vua chủ. Không phải chị, Mặc Quân Huyền chứ không phải mặc quần. Dạ. Ủa? Chị nói lẽ là mặc quần. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện trai lâu dữ vậy hả? Cha này nói chuyện cũng dài dữ à nghe. Nói chuyện gì vui vậy? Xin ra cho ngồi chút coi. Trời,
có duyên nữa sợ luôn. Yeah. Chuyện gì vậy? Có chuyện cái tay chị đó. Tay anh là mạ dám làm, cái tay chị đề gân quá đó. Dám làm thì tao cũng dám chịu chứ tao có sợ gì đâu. Nhưng mà chị ơi, đi chơi làm cái gì? Sao? Ngồi đây nói chuyện với anh Dương Thường Trực vui lắm cơ. Tên gì? Dương Thường Trực. Trời, tên gì kỳ cha. Lâu lâu Dương lần thì được, Dương Thường Trực ai chịu nổi không mày? Dạ không có chị. Trời đất ơi. Quen rồi chị. Dương Thường quen. Anh Trực nè. Dạ không, tôi là họa sĩ nổi tiếng chị. Mà người nổi tiếng thì xin chị gọi tên đầy đủ. Dương Thường Trực. Anh dạ. Trực. Dạ không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Có Trực đây em. Tôi nghe nói mấy cha họa sĩ cũng có nhiều người khùng khùng điên điên lắm phải không anh? Đâu có. Đâu có điên đâu. Mà là khùng. Hả? À, mà không phải khùng nữa mà là mát. Ủa? Đúng. Những người thường hay cho những như họa sĩ chúng tôi là những người mát không mà. Tại vì những người chúng tôi là những người chuyên môn đi tìm những cái mới lạ. Và cũng luôn luôn đi tìm những hình bóng gia nhân. Tìm hình bóng gia nhân như nhà này làm gì vậy? Đúng là gia nhân không có. Có giả nhân. À, không, tại tôi nói giỡn cho nó vui vậy thôi. Không có đâu. À, nhưng mà đặc biệt một điều á, cái người họa sĩ chúng tôi quan niệm về tiền thì ít, nhưng mà tình thì nhiều. Cũng giống như trái tim của những người họa sĩ chúng tôi á, nhỏ nhưng mà khát vọng rất là bao la. Sữa à, trời ơi, tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất là cặp mắt của một người họa sĩ chúng tôi nhìn không giống những người thường đâu. Giống cái gì vậy? Đúng. Khác hả anh? Khác tương tự như là, ví dụ như ba cô. Ba cô đang mặc ba bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà với cặp mắt của một người họa sĩ như tôi có thể tưởng tượng được là ba cô đang không mặc gì hết. Trời ơi, mẹ ơi. Không. Nhìn kỳ vậy? Không. Tôi tưởng tượng cặp mắt họa sĩ tôi tưởng tượng. Nguy hiểm quá, tưởng tượng nguy hiểm quá. Tưởng tượng kìa cô em. Dạ. Nè thôi bây giờ vậy nè, không đi đâu chơi ấy, hai đứa vô nấu gì ăn mời anh Trực đi. Anh chị làm gì? Tao ngồi tao chơi với anh Trực. Thôi. Vậy thì nếu mà được ba cô mời dùng cơm tôi mừng lắm. Nhưng mà trước khi chờ đợi các cô mà nấu ăn, nấu nướng gì đó thì tôi sẽ chạy ra ngoài mua một chai rượu. Tại vì bữa ăn tối bữa Pháp á, có một câu là... Câu gì? Dîner sans vin, cơm lên sans vin, sans crème. Câu gì kỳ vậy? Dạ, có nghĩa là bữa cơm tối mà thiếu rượu vang, giống như là trẻ em thiếu cà rem. Hay quá. Bây giờ mấy chị chờ tôi đi nha. À, nhưng mà có một điều quan trọng nữa. Tôi sẽ dành một sự bất ngờ cho ba cô. Rửa à? Anh ơi, anh đi anh mau về nha. Em nấu cơm hẹn anh dùng nha. Hẹn em anh dùng một lần anh mê liền à. Dạ, được rồi. Anh đi nhớ về mau nha anh nha. Trời em ơi, đang chờ anh nha. Hai đứa bay tao mệt lắm rồi nghe. Mệt gì mệt? Hết chuyện rồi mấy thằng quả sĩ khùng khùng điên điên không nhớ mãi hết trơn à. Ủa trời ơi, khùng điên kia em giật lãng chơi thiểu thủ quá rồi. Điên thế, đẹp danh thế, bảo điên khùng. Khùng thế chứ khùng nữa, em cũng chơi luôn. Cái mùa này vô duyên chưa kìa. Hả? Của em thì đòi chơi là chơi ra răng. Vô duyên cái đó của... Mặc quân Huyền là của em mà. Tao nói cho mày biết, mặc quân Huyền của tao. Em nói là mặc quân là của em. Mặc quân của tao. Quân của em. Quân tao. Quân em. Quân tao. Quân em. Quân của tao. Mày đừng có vô duyên thôi. Tưởng như hai đứa bay quá vô duyên dành cái quần à. Trời đất ơi. Quần của tao nè. Thôi hai mẹ đi vô nấu cơm đi. Trời đây, và đây là sự bất ngờ cho ba chị. Kính thưa quý vị, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực, biết hiểu là mặt quân Huyền. Và hôm nay tôi lột vào căn nhà có ba nàng tiên, mà ba nàng tiên lỡ thời. Ông bà ta ngày xưa có câu á, sao cô chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Cha mẹ ơi. Dạ, vì vậy để khỏi tình trạng này xảy ra, tôi mới hy sinh đời trai của tôi, lập ra một chuyện dự thi. Cuộc dự thi này rất đơn giản, tôi sẽ đặt ra một câu hỏi. Nếu một trong ba cô này trả lời hay, mấy quý vị lựa chọn, thì mặt quân Huyền này sẽ chọn người đó. Câu hỏi rất đơn giản, các cô chuẩn bị nha. Dạ, sẵn sàng rồi anh. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các cô chú ý nha. Câu hỏi đó là qu'est-ce que c'est l'amour? Có nghĩa là tình yêu là gì? Em trả lời trước nhé. Thưa quý vị, em tên là Nguyễn Thị Nụ, em thi hoa hậu quen rồi. À, em trả lời nhé, tình yêu là hai bên nhé, cùng có lợi nhé. À, là thuận mua vừa bán, là tiền cha mà cháu múc.
mà như ông gì nhà thơ nổi tiếng ấy, nói là yêu là mất ở trong túi tiền một tí đấy anh ạ. À, em trả lời hay quá, nhảy vỗ tay. Cái cô này có tinh thần buôn bán. Mời cô thứ hai. Dạ tời em. Em đúng quá. Dạ em là công tầng tu nữ Nguyễn Thị Hoa. Dạ em lấy hơi lên không vậy? Ngáp. Dạ xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha. Chị bị xuyễn hả? Dạ không có, tại vì em run quá. Dạ. Chị ngáp à? Từ từ thôi, ngáp quá rủi ba vô. Dạ bây giờ em bắt đầu trả lời nghe anh. Dạ, tình yêu có nghĩa là hoa nở rồi hoa tàn, bèo dạt rồi bèo trôi, tình đến tình đi rồi người cũng đi. Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Vậy nãy giờ cô nói tình gì tôi không hiểu. Dạ cái đó là em nói tiếng Việt đó. Còn tiếng Tây có nghĩa là. Là sao? Oh chérie, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dạ em cảm ơn. Rồi xin mời cô thứ ba. Thôi bà lên đi. Lên con mệt quá. Vậy dạ mời bé trả lời. Em tên Trần Hằng. Tình yêu là gì hả? Tình yêu là cái con khỉ khô gì? Theo em hả? Thương á thì em chụp, không thương á thì em dục. Mà cà chớn với em á thì em đục vô mặt. Wow. Thread gang, thread gang. Dạ, quý vị thấy rồi. Cô người Huế thì kiêu sa đa tình. Còn cô Bắc Kỳ nho nhỏ kia thì kiêu ngạo và khách sáo. Cuối cùng cô Nam Kỳ chân thật và thật thà. Vậy thì quý vị đã biết tôi chọn ai rồi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trần Hằng. Kìa những kẻ không cầu mà sao lại được. Quần ơi, đúng em Quần. Có quần đây. Alo. Ừ. Trời đất ơi, nguyên một cái dãy nhà trọ mình có biến rồi. Ừ ra lẹ đi. Ừ ra rồi. Ua hà. Trời đâu hết hồn á. Mới về hả? Sao về tới đây còn gọi anh chi vậy? Ê, ăn xoài không? Tôi có chuẩn bị xoài cho bà nè, bà thích mà. Đem ra đi. Xoài chấm muối tôm. Ngon. Chờ chút nha. À. Rầu quá rầu luôn. Đây. Bây giờ là không biết rồi sao. Xoài tới đây. Thấy chưa? Rất ngon. À, thấy chưa, lần đầu tiên bà thấy chị cắt xoài thấy ghê không? Cắt xoài như dưa lưới vậy đó. Đáng lẽ tao phải cắt dài vậy. Không, nhờ. Vậy cho bà dễ ăn đó mà. Đây, đây, để im đó. Ngày hôm nay là tôi phục vụ mà. Quỷ già thiệt. Nè. À. Cái gì vậy? Ngọt quá. Ngọt mà. Ngọt cái xuống tới bà nhăn mặt mà bà nhéo nước mắt luôn nè. Ngọt quá. Ngon. Miếng nữa. Ừ. Ngon. Ê. Xoài này á, tôi mua xong về tôi gọt xong tôi ngâm chút xíu muối. Xong rồi tôi mới ấy ra bỏ tủ lạnh nó giòn. Ngon. Cái gì vậy? Không ngon hả? Không phải không ngon, ngon. Tao thấy bà rầu vậy? Cái gì vậy? Nó rầu trong bụng.
Rầu trong bụng hả? Ừ. Tiêu chảy hả? Gì tiêu chảy? Chứ sao bà nói bà rầu trong bụng? Nó rầu trong bụng là buồn đó, chứ không phải là đau bụng, hiểu không? Ai làm gì bà buồn? Thôi, đút tôi ăn miếng coi. Đây, đó. Thôi, tôi không thích cắm cắm vậy đâu. Không thích. Bà lấy tay bà đút tôi ăn. Nó tình cảm. Ơi, nghe cái mùi tay của tôi ăn mới ngon, đúng không? Đúng rồi, đó. Qua cái cây tre nó mất mùi. Đây, chấm đây, ăn nè. Quỷ già, quỷ à. Đây, ơi, đây, đây, lấy cho tôi đi. Xuất sắc nè. Trời ơi, chút xíu bà cắn cái tay tôi luôn á. Ghê rồi. Ngon lắm. Không á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sặc sặc. Sặc sặc muối, sặc muối. Sặc muối. Không sao đâu. Bà Phương phun cái gì nước miếng vô mặt tôi còn được mà. Mất vệ sinh ra. Sao sao sao? Mà nói nghe nè. Chuyện gì mà rầu trong bụng nói tôi nghe coi. Thì đây tính giải quyết ba cái vụ này nè. Chuyện cái gì? Trời ơi. Có ho hoài trời. Muối. Bình tĩnh. Nghe nghe nghe. Sặc quá rồi, sặc luôn á. Không sao đâu. Bà lo chuyện gì? Vụ hai vạch này nè. Hai vạch gì? Này đồ test Covid nè. Hai vạch. Này của ai à? Trời đất ơi, tôi cầm mà đương nhiên là của tôi rồi. Trách nhiệm thuộc về tôi. Trời ơi. Gì? Sao bà vô ý thức vậy? Vô ý thức gì trời? Hồi nãy giờ bà về ăn à? Mời ăn, bà cũng nhào vô bà ăn khi thế. Bà đút cho tôi ăn, tôi đút cho bà ăn à. Bà phun nước miếng vô mặt tôi. Trời ơi, bà kinh khủng khiếp quá. Tôi sợ bà rồi. Tôi sợ bà rồi. Ủa làm gì sợ? Bà đừng đứng gần tôi nha. Bà đừng tới gần tôi nha. Ê. Hả? Không gì? Có được à. Sao? Nè, tại sao vậy? Hả? Tại sao bà ác với mọi người như vậy? Tại sao bà ác với tôi vậy? Ủa ác cái gì? Có gì đâu mà ác. Bà giác ra. Bây giờ tôi không cho bà gần tôi nữa. Nha. Sao? Tại sao? Tại sao bà bị hại vậy? Hả? Cái này của bà đúng không? Thì nãy tôi nói rồi, hồi nãy tôi cầm là đương nhiên là của tôi rồi, thì trách nhiệm là thuộc về tôi biết mà. Trời ơi, bà nói tại sao bà nói được một cái câu mà nó nhẹ như lông hồng như vậy? Chứ có gì đâu không nhẹ đây nè. Nhẹ hiểu luôn, thấy không? Nhẹ hiểu là thấy không? Trời ơi, trời. Bỏ xuống đi. Nhưng mà ông sao vậy? Có gì đâu, bình tĩnh đi, không có gì hết trơn á trời á. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cái gì? Bây giờ bà và tôi không còn sự gần gũi nữa. Mà phải giữ khoảng cách đàng hoàng nha. Nếu không tôi sẽ hận bà. Trời đất ơi. Cái này là bà bị đúng không? Bà Hà bị đúng không? Tôi đã nói là cái này hồi nãy tôi cầm. Thì tôi biết là tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi chịu trách nhiệm mà. Tôi biết là tôi chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà bình tĩnh đi, có gì đâu. Không có bình tĩnh được. Bà làm như vậy là bà sai. Có gì đâu. Bà hai vạch rồi mà. Bà làm như vậy là bà tầm bậy. Khai. Bà bớt cái miệng bà lại đi. Nha, bà nói to ra phun ra còn nhiều hơn. Phun cái gì bây giờ, sợ cái gì? Tôi nói thiệt cái ông, mà sáng giờ tôi đi chợ cả sớm, cả nguyên cái nhà trọ tôi tiếp xúc hết rồi, đâu ai sợ đâu. Trời ơi, bà nói vậy mà bà nói được hả? Ý thức cộng đồng của bà thôi, đâu ơi, em thách thao đồ bước ra ngoài ngoài hiên. Ô trông từ xa thấy ô như hai người quen. Anh đứng lại đây. Ê, đứng lại đây. Dạ. Đem đồ vô trong nhà. Dạ. Không có giặt vũ gì ở đây hết. Đem vô nhà đi. Trời ơi, giấc đêm này giặt đồ mới là sướng chứ. Giấc đêm về nè, là ngay khu sớm mình nè, nước nó mạnh nè, rồi nó im ắng, giặt đồ nghe xoẹt 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 xoẹt. Trời ơi, nó xả xì chết mà nó thư giãn thần kinh lắm. Anh có đồ dơ không đem giặt? Thôi khỏi, mày đừng đứng gần tao nghe. Thôi, ông không có nhưng mà... Giặt ra. Bà đứng bên này. Bà không được gần nó. Nè, tao nói mày nghe, mày đem đồ về đi. Một tuần mày giặt một lần cũng được. Anh ơi, sao kỳ vậy?
em nổi tiếng là em là cái máy giặt của xóm, coi như là tối nào em cũng đi giặt đồ, ai có đồ dơ cứ thảy vô thau, à, tối em giặt rồi em phơi rồi mai em gửi lại cho từng nhà hết, không có thiếu thốn đồ đạc gì em trả, đúng không chị? Đồ lớn đồ nhỏ gì em cũng giặt cho chị hết đúng không? Chị có đồ dơ gì không? Giang ra, tôi đã nói bà giang ra, không cho bà gần nó đó. Làm gì tôi không được gần nó? Đi ra. Mày không được gần bà nghe chưa? Anh sao nữa nè, trời ơi, mày làm gì vậy? Em lại nói chuyện mày với anh. Giang ra đi, mày đi về đi, tao lại mày. Anh ơi, anh sao vậy? Lại mình nói chuyện. Không có nói chuyện được. Tại sao không nói chuyện được? Đứng xa vậy vẫn nói chuyện được, mắc mớ phải lại gần. Thì mình tình cảm anh em ở hàng xóm láng giềng với nhau, mình nói gần với nhau. Em giải thích anh nghe cái này. Tao nói không có được mà, đừng có giải thích gì hết. Sao chạy đi đâu cũng dính hết trơn vậy? Tôi bọc đầu anh mà. Anh dạy đâu vậy? Anh nói chuyện rõ ràng đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giận hờn tôi hay là gì? Anh không có giận hờn gì mày hết trơn á. Không có giận hờn gì, để em cho em giải thích chứ. Nãy giờ tự nhiên là nè, không giận hờn em, tiện xa lánh em. Rồi bây giờ suối luôn bà chị tôi xa lánh tôi là sao? À. Đó, bởi vậy tôi phải giải thích với anh. Anh ơi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy chứ. Đúng không? Anh không ghen tuông vô cớ vậy chứ. Nè, bây giờ đó, rồi, đúng không? Rồi ổng nói chung là ghen ra. Ghen. Không trời, có ghen, gần ghen quá đi mà. Nè, em nói thiệt nha, bây giờ nè, em với anh đứng gần nói chuyện hai người đàn ông. Em hai người đàn ông đứng gần nói chuyện. Cái gì vậy? Miệng tôi thối lắm hả? Anh làm cái gì vậy? Hai người đàn ông mình nói chuyện. Mày đứng xa ra cho tao thở đi. Mày đứng gần tao nín thở tao mệt quá. Bây giờ tôi giải thích anh nghe luôn. Giải quyết câu chuyện hai người đàn ông. Bây giờ như vậy. Em nói mày đứng lại. Rồi. Tôi sẽ tránh xa anh ra. Tao đã nói không cho mày đứng lại mà. Rồi, không được gần tao đâu. Không chứ. Bây giờ như vậy phải giải quyết cái chuyện nhọc nhằn ở ngay sớm này, để nó nhọc nhằn chuyện tình cảm em khó chịu lắm. Chị có thương em không? Thương. Vẫn là tình cảm với em chứ? Đương nhiên. Em ôm chị cái. Đừng. Ôm em. Đừng. Trời ơi là trời ơi. Thấy không? Vẫn không có gì lưu luyến, chỉ là tình cảm chị em thôi. Trời không có gì ơi. Hết. Gì vậy? Tự nhiên anh đau khổ gì vậy? Anh có thương em không? Anh có thương em không? Đó. Cái này là mày muốn đó nha. Thì muốn chứ. Không phải tao. Đúng rồi. Ở xóm làng là mình yêu thương nhau. Mình phải ôm nhau như vậy. Ôm đi. Mình ôm nhau như vậy. Mày muốn đó. Mày ôm đi. Nó gọi là yêu thương nhau chứ. Xóm mình đó là phải là như vậy. Đúng xóm rồi. Nhỏ mà vui. Chị không có sự ngăn cách. Đúng rồi, lại đây nè. Em nói nha. Hai anh chị nghe. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. Ba cây, nhưng mà mỗi cây nó hai vạch màu đỏ thì nó không thành cái núi. Vạch gì? Không có vạch gì ở đây hết đó. Không có hai vạch gì ở đây hết. Ba vạch gì? Ở xóm mình là trang hòa tình thương hết. Không có ngăn cách vạch này vạch nọ. Nhà này nhà nọ nó trang hòa. Xóm nhỏ mà vui. Mình phải yêu thương nhau. Ráng yêu thương nhau đi. Đúng rồi. Bà ép không đó. Tao. Anh bắt ấn gì vậy? Ấn ông nội mày, cái này ép một. Mày là bây giờ là mày là vậy nè. Không chừng mày cũng vậy luôn giống tao đó. Ôm nữa đi. Giận chơi. Giỡn chơi. Giỡn cái tự nhiên ép không ép một nhìn đây. Tự nhiên nói chuyện. Đây đó. Nhìn đi. Cái gì? Hỏi mày hỏi phải của bà không? Cái này là cái test nè. Ờ hỏi phải của bà không? Nó hai vạch. Cái này của ai? Thì đó, hồi nãy chị nói với ổng rồi. Chị cầm trên tay của chị. Chị biết rồi, chị trách nhiệm. À, cho mày. Sao vậy? Ngu. Ta đã nói không được rồi bà. Mày có lại trời. Bây giờ cũng ai cứu mày đâu. Tao đã cản mày rồi. Sao chị ác vậy? Ác cái gì? Trời ơi trời. Chị biết cái vậy rồi. Mà chị ôm tôi. Mày nhào vô mày ôm bả trước. Mày đừng có vu oan giá họa cho bả. Còn anh nữa, anh nói anh thương em. Sao anh không đánh đập
em, xua đuổi em, đánh đập đá em, nhăn vô nhà đi để cho em ôm bà chi vậy? Tao chửi mày quá trời, mày vẫn dí theo tao, mày xin ôm mà. Trời ơi, còn tao tình nguyện tao ôm. Trời ơi, trời ơi, thì tôi tức hai người dễ sợ luôn á. Tôi trời, trời ơi, bây giờ hỏi bà nè, mấy ngày rồi? Cái này rồi nào? 2-3 ngày. 3 ngày. Vậy mà 2 ngày trước, 2 ngày trước chị còn tổ chức sinh nhật ở ngay cái xóm này nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chị mời em với ảnh qua ăn sinh nhật của chị. Em bữa đó có nhậu. Em còn nhớ mày nè. Nhắc tao mới nhớ mà. Đó, đây bữa còn giữ nè. Ngay đây nè. Đây, ngay đây nè. Bữa đó chơi trò chơi đồ. Đó, ngay đây. Trò chơi vui nhộn đồ, trời ơi là trời. Đó, để đây là xong rồi. Bia với rượu pha vô đây. Mình tổ chức uống rượu cần sinh nhật đi nào. Yeah yeah. Hôm bữa là chị uống trước là tao. Đúng rồi, sinh nhật chị. Ừ đó. Đó, chị uống. Đó, đó là kính lão đó, có phải anh uống. Đó, ngậm vô uống. Đó, tới em là em nhỏ nhất nè. Đó. Đó là 2 bữa trước mà. Ngu. Nó nhậu hơn nữa rồi. Mày ngu, đứng xa xa nói được rồi. Bây giờ múc luôn, múc luôn. Nó đậm hơn. Tại sao lại trời ơi? Mấy giờ... người sao á? Ừ, mệt quá tôi 2 vạch đó, tôi F0 đó. Cái trời ơi, mấy người. Thì biết là vậy trời, bây giờ tôi phải làm sao đây trời? Bây giờ gói quá, bây giờ không biết giờ số quận em bây giờ em phải làm sao? Bây giờ mày muốn làm sao không? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày đưa số điện thoại ba mẹ. Đưa mày số đây. Điện thoại ba má. Ờ, để rồi. Tao điện ba má mày lên chở mày về. Thôi, đừng có như vậy trời ơi. Ba má em biết chuyện này chết em luôn. Ba má em sẽ xa lánh rồi, ba má em sẽ về đồn. Đồn cả ở quê em rồi, mọi người sẽ đối xử em như thế nào. Em thấy cuộc đời em như thế nào anh ơi, không được. Cái này phải bình tĩnh lạc quan. Em coi coi báo chí em biết. Bình tĩnh lạc quan xử lý tình huống. Bây giờ mày có nhảy gì quá mày còn mệt thêm thôi. Bây cái giờ, bệnh này nó ảnh hưởng phổi mà mày bớt nói càng nhiều càng tốt. Bây giờ đứng theo thứ tự luôn rồi đó. Số 0, số 1, số 2. Mình đứng như vậy đi. Mình đứng như vậy đi. Rồi. Mình đứng như vậy đi. Bây giờ em phải làm sao? Bây giờ ba đứa mình là chung một chiếc thuyền rồi. Bây giờ ba chúng mình phải làm sao? Đi chết đi chứ sao giờ? Anh im đi. Anh bậy bạ hết sức. Cái gì nó cũng phải lạc quan. Yêu đời lên. Làm cái gì tự nhiên cái vậy đâu, đi chết. Có gì đâu mình phải tìm cách xử lý chứ. Này anh nói vậy. Mày điên hả? Mày điên hả? Đâu phải ổng nói. Tao nói rồi nè mày. Chứ ai? Nữa hả? Trời ơi, thằng trai đẹp trong xóm có duyên nè. Nó bị gì nè? Ông trời ơi. Sao nó kêu ông trời? Giết con chết luôn đi ông trời. Tại sao ông đối xử với con như vậy? Cái gì vậy? Em muốn chết. Hả? Em tự nhiên muốn sống. Mày điên hả? Bao nhiêu ai, muốn ai sống? Cũng muốn sống. Tụi tao đang muốn sống đây nè. Bây giờ cuộc sống của em nó vô nghĩa lắm rồi. Giết em chết đi. Bậy. Ê, không ai ngu giết mày. Mày tự nhiên mày xúi ở trong xóm đi giết mày cho tụi tao đi ở tù hả chị? Mày điên quá. Vậy là anh chị vẫn còn tình thương dành cho em. Con ơi. Mọi người thương em đúng không? Ừ. Cho em mơ một cái đi. Cho em mơ một cái đi nào. Đây. Cho em mơ. Ê, ra nè. Bà ra đây. Ra nè. Bà biết. Bà đi. Sao? Mọi người yêu em đúng không? Thương em đúng không? Đúng. Cho em mơ một cái đi. Trời bà đi theo tôi. Bà đi theo tôi. Đi qua lắm. Trời ơi. Anh vô đây, đúng thứ tự. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 được không? Bài, đừng. Cái gì đâu, đừng. Có cho em anh nhập với. Không. Bây giờ em đừng tính cái gì hết. Em chỉ tính là em nothing. Nothing and nothing. Em không thể, em muốn ôm anh chị. Không, đi. Nó khao khát quá kìa. Nhưng mà bây giờ mày nghe tao hỏi nè. Mày bị cái gì? Mày nói tao nghe coi. Gì vậy? Bị cái gì? Em bị ép. Hả? Em bị ép. Trời ơi, gì? Máy. Mày bị ép máy. Em bị ép A. Ép A là ép máy. Ép A là cô đơn. Trời ơi. Em bỏ một cái đi. Né ra. Từ từ. Ép A là cô đơn. Cô đơn. Cô đơn á. Cô đơn không chết bằng Covid. Không, mày không. Cô đơn mới chết. Sống một mình không tồn tại được. Em đi chết đây. Mọi người không thương em đi chết đây. Ở sang này nó đòi chết hoài vậy trời.
Dạ. Bao nhiêu người muốn sống mình về đi. Ở đây có thương em không? Thương. Thương. Cho em ơi một cái. Thương thì bây giờ tao nói mày nghe nè, bây giờ mày thất tình, mày muốn chết nhưng mà bây giờ á là mày vô nhà mày khóc đi, rồi từ từ mày chết, mày sáp vô bộ ba này mày còn chết nhanh hơn đó. Không. Ngay lúc này đây em cần một bờ vai. Trời. Một bờ vai của người đàn ông. Em ơi đừng. Bây giờ em hãy đi mượn một bờ vai lạ của một người đàn ông nào đó đi. Nó đổi giới tính rồi, nó mới cần một bờ vai của người đàn ông đó. Chứ sao vậy? Người đàn ông để đồng cảm với em, hiểu không? Nhưng mà bây giờ thời điểm này tao khuyên mày, anh lại mày. Mày vô trong nhà, mày đóng cửa, mày ôm gối ôm, mày thế cái bờ vai đó đi. Nhưng cái đó không thể nào thay thế được. Em cần một con người thật sự. Chứ nếu không có những cái bờ vai này thì mày sẽ làm gì? Em đi chết đây. Trời ơi, ôi, tội nó quá mà. Tội nó quá. Đây. Ôi, bà là một ổ. Gì? Bà làm một ổ rồi đó. Bây giờ là theo cấp độ đi. Từ nhẹ tới nặng. Đây, tôi sẽ là hy sinh trước cho. Hay quá anh Đạt ơi. Đây nè, bờ vai. Trời đất. Đỡ ơi. Chưa? Anh Đạt ơi, em cần cái bờ vai này nè. Thôi đi, đủ rồi. Thoải mái chưa? Em thoải mái lắm rồi, anh Đạt ơi. Tự tin chưa? Trời ơi. Đây nè. Mày giang ra đi. Anh có bờ đùi nữa. Ấp mặt vào đây. Ấp mặt vào đây. Không, anh còn trẻ lắm. Anh không phải là người đàn ông vững chãi. Em cần một người có kinh nghiệm. No, anh ơi. No. Anh lên. Dạ. Anh lên. Trời ơi, mời mình một cái. Nặng hơn rồi đó. Nặng hơn rồi đó. Ôi. Cái này. Dạ. Cái này là tự mày nha. Dạ, em cần. Không phải tao. Không phải tao đâu. Dạ. Ôi. Trời ơi, chữ phải. Anh ơi. Chữ phải thật là mạnh. Anh có tặng em cái gì không? Chia sẻ với em đi. Anh đã chia sẻ với em nhiều lắm. Anh không thể nào đếm hết được bao nhiêu đâu. Anh thôi, ơi, em làm gì rồi. Anh có thấy là em ngốc nghếch lắm không? À, em không ngốc nghếch. Em nên vào bệnh viện tâm thần đi. Anh sợi em. Sống ở đời phải tự tin hơn. Em hư với anh. Em phải tự tin lên. Các anh tặng anh cái gì em chia sẻ hết rồi. Em nhận cái đó. Ôi. Tụi anh chia sẻ hết rồi đó. Mấy mà... người này làm cái gì á? Nhỏ đâu mang mang. Hai anh là đàn ông. Em cần một người phụ nữ. Trời. Ê. Mày ngu đó, mày ngu lại đó. Đây. Mày ngu. Cương. Nó hôn ổ luôn. Chị thông cảm. Hôn em một cái. Dạ. Cương, chị ơi, em quý chị thôi, quá. Không có gì hết. Có gì cứ nói với chị nè. Chị có chia gì sẻ cứ nói em. Với chị. Dạ. Thương chị lắm. Chia sẻ với nỗi đau này. Thương. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi FA của em nha. Rồi ôm. À, nãy giờ là bà chia sẻ cũng là mấy ngàn con á ha. Dữ lắm rồi, đếm không hết đâu. Chị thương em lắm, em bị FA chị chia sẻ giùm em. Đúng rồi. À, em bị FA đó. Dạ. Chỉ là F0 chỉ đang chia sẻ với em đó. Mà đi đi. Trời ơi. Trời ơi. Mà làm cái gì vậy? Trời ơi, may là người quen chứ người lạ người ta giết nó rồi. Nó quăng tôi như một con cúp bế. Chị bị F0 hả? Trời ơi. Chị ác lắm. Chị tàn nhẫn, chị giả man lắm. Chị ơi, tại sao chị ích kỷ như vậy? Biết mình em không rồi để chia sẻ với em làm cái gì? Thôi mày đừng chửi bà nữa. Qua đây, qua đây. Chị làm vậy đó. Chị phải có tình thương dành cho đồng loại của mình chứ. Chị làm vậy tôi khởi kiện chị đó nha. Tôi khởi tố chị luôn. Chị sẽ đi tù. Thôi đánh đi. Mệt mấy người quá. Hồi nãy giờ tôi quạo lắm rồi nha. Ai nói với mấy người là tôi bị ép không? Ai nói? Thì rõ ràng. Bà nói. Rõ ràng. Hai vạch đi rõ ràng. Hai vạch đây nè. Đây nè. Mày né ra coi. Nè, đây rõ ràng hai vạch của ba. Theo thứ tự luôn nè. Đó là anh nè. Đó hồi nãy là anh là gì nè? Đây là F1 nè. Nè, tôi nè. Rồi bây giờ mày biết tự làm luôn chưa? Bà đó, 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 đó là bà F0. Mày không làm được chữ F à? Trời ơi. Bây giờ em quẹo luôn. Đó, đó chị đó. Đúng rồi đó, đó, đó. Trời ơi. Nó là như vậy. Mấy người cả xóm này bây giờ đi tu hết rồi. Ai cũng bắt ấn hết. Mấy người vừa phải thôi. Đúng là cái này là của tôi. À không phải, đúng là cái này là tôi cầm thiệt. Nhưng mà nó không phải là của tôi. Tôi nói cho bà nghe nè. Bây giờ bà đừng có giấu giếm nữa. Bà làm như vậy á là bà hại cả cái xóm này đó. Đúng rồi, mình phải có trách nhiệm chứ. Bà đã bị như vậy thì mình phải biết, mình biết là mình bị vậy thì mình chữa. Chứ bây giờ cầm trên tay của mình là nó nói còn không phải của mình còn giấu giếm gì nữa. Mày coi nè, bà bị hai vạch gì đó, cầm trên tay của bà là bởi vậy. Mày ăn thôi đi.
quá đáng vừa phải thôi. Cuộc sống có lòng tin dành cho nhau. Làm cái gì bị điên hả? Cái này phải của chị đúng không? Đúng. Đúng rồi. Mình... cái này là của em. Hả? Dừa, cho bà dừa nghe. Trời ơi, trời ơi trời. Cái này của em. Sao ngựa về ngược vậy? Vậy là nó rồi. Hèn gì mày về mày cảm thấy mày đau đớn trong lòng khi mày hại cả cái xóm này. Cho nên mày khóc lóc rồi này nọ, đặng mày lấy hết cái xóm này đúng không? Tại sao mày sống không có ý thức gì vậy? Tại sao kỳ lạ vậy? Em có ý thức lắm. Mày biết chứ vậy? Không, mày bây giờ mày. Đứng im đi. Mày ôm trời ơi trời, hồi nãy là đúng là thiệt, tôi dại dột tôi ôm nó rồi thì xèo. Thằng này mày quá đáng như vừa mày. Mấy anh chị làm sao á? Sao vậy? Sao vậy? Cái này đúng là của em. Thì của mày, mày đã biết mày vậy. Nhưng mày còn mà về em mày nhận, ôm. Em nhặt ở ngoài cổng nhà trọ của mình. Lại một người nhặt. Em ý thức, em có lấy chai cồn. Em xịt đàng hoàng. Em lấy cái đồ gấp, em gấp, em bỏ vô đây nha. Em bỏ vô đây, em định đem đi quăng vô thùng rác. Nhưng mà chưa kịp quăng á, cái tự nhiên nghe điện thoại của ông bồ em. Em vội vàng em quăng xuống vậy đó. Cái giờ chị Linh chị lấm cầm lên. Cuối cùng của ai không biết luôn. Trời ơi, làm hồi nãy giờ né nhà muốn chết luôn à. Không. Vậy là cái này không phải là của chính bản thân mày. Không. Cũng không phải là chính bản thân bà. Không. Hai cũng... người đều lụm hết. Đúng rồi. Cái này là do cái người vô ý thức. Đúng rồi. Làm cả xóm hết hồn. Trời ơi, biết gì đâu, khỏe người quá. Vậy đi. Vậy khỏe rồi. Khỏe quá. Lát hồi mình đi dục. Lát hồi mình đi dục mình đốt. Thôi. Trời ông nói thất tình, nói thất tình á. Đây đây. Thôi lên đây chia sẻ. Trời ơi, ơi. Bây giờ cả xóm mình yên rồi. Có thể ngồi nghe cơm rồi. Ha. Khỏe phào. Hú hồn, hú hồn. Bây giờ là mày muốn chia sẻ bao nhiêu cũng được nữa. Bây giờ mày đang ép a. Thiệt tình. Mọi người đang không có ép gì. Ừ. Thoải mái. Khỏe phắn đi. Mày có thể chia sẻ 2 giây, 4 giây, 6 giây, 8 giây, 10 giây tao cũng chia sẻ rồi nữa. Có gì nói đi. Đây là tình cảm nè. Đúng rồi. Cả cái xóm này. Ôi trời ơi. Em quý mấy anh chị lắm. Nói nghe. Bây giờ á, cái chuyện như thế nào? Sao? Để nói đi. Để anh chị có thể chia sẻ với em được chút nào thì chia sẻ. Em kể đi. Tại sao? Tại sao mày ép a? Tại sao người yêu mày bỏ mày? Mày cứ kể thoải mái đi. Bộ em quá đáng lắm anh ơi. Cứ kể đi. Mày nhúng quá, cái giọng nó khó nghe gần chết à. Em thư giãn cho nó để... Thôi nó... khỏi đi. Khỏi ha. Để im cho nó nói. Rồi nói đi. Rồi sao? Hai tuần nay em về quê em lo công việc dưới quê á. Giải quyết công việc xong rồi. Em nhớ em bồ quá. Định gọi điện thoại lên thăm nó. Chưa kịp gọi nó gọi về em. Nó nói tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông ở dưới quê luôn đi, đừng bao giờ lên đây nữa. Sức mẹ ha. Tội nghiệp vậy, quen nhau mấy năm trời sao tự nhiên nói chia tay trong vòng có 2 tuần lễ vậy. Buồn chứ anh. Nó bị cái gì nó có. Em lần lần em bắt xe lên đây liền luôn. Em đi tìm hiểu, em gặp bé bằng thân luôn. Em hỏi tại sao vậy, tại sao cô ấy không muốn gặp tôi. Bé trả lời bạn em đi cách ly rồi. Cách ly là sao? Vì ép không đi cách ly rồi. Ô sao nó cứ vòng vòng ở đây hoài vậy trời? Sao nó cứ vòng vòng, nó quẩn quẩn ở đây hoài? Trời ơi, bây giờ tôi mới biết cái dịch vật đó là cái gì. Sao nó cứ vòng sao vòng? Mày ác vậy hả? Em làm gì ác? Con bồ mày ép không, ít nhất về đây mày cũng phải có ý thức. Mày né ra. Tao đã né được cái chuyện này rồi. Mà mày vẫn không cho mọi người né cái chuyện của mày. Hả? Sao mày ác như vậy? Em bình thường mà. Bình thường con khỉ khôn. Sao được? Mày điên hả? Nãy mày về mày mạnh miệng, mày chửi bà này. Trời ơi, bà làm cái gì? Bà sẽ bị chi tố đó. Bây giờ mày làm vậy, tao chi cho mày. Mày giao tiếp với em không mà mày nói mày bình thường là bình thường. Hay quá, chứ tao chi cho mày lên sinh tố quá. Ủa, 2 tuần rồi em chưa gặp mặt bồ em. 2 tuần là 14 ngày đó. Cái khoảng thời gian là cách ly đó, là nó không gặp bạc bồ nó. Mà Ê 14 ngày rồi. Nó lại bay ra khỏi đây nữa rồi. Ồ nó cứ bay vào đây rồi nó bay đi. Bà cô ấy bà như là một cái vong đó nha. Dập bà chiều. Cứ bay lờn vờn ở trong xóm này, rồi bà cô ấy lại bay đi. Ôi bà cô Vi thiệt là vi diệu. Hay thiệt. À, 14 ngày rồi hả? 14 ngày chưa gặp mặt bồ luôn. Vậy là không sao rồi. Thì bây giờ mày phải nói rõ ràng chứ.
chuyện gì nó cũng phải rõ ràng, nói chuyện lúc rõ ràng. Kệ, em có nói rõ rồi, tại anh chị sợ quá, tâm lý anh chị lúc nào cũng sợ sợ hết. Đúng phải rồi. Bình tĩnh với mọi tình huống, hiểu không? Đúng. Bình tĩnh lúc nào cũng bình tĩnh nè, mấy nay nè tao nhức mình nhức mẩy nè, tao hay ho nữa. Mà tao vẫn bình tĩnh có gì đâu. Trời ơi, bỏ quay lại nữa rồi. Trời ơi, bây giờ mọi người nghe tôi nói đi nè, khổ quá. Bây giờ á, quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh. Tại vì bây giờ á, mật độ vaccine á, nó cũng đã phủ rộng khắp rồi đúng không? Lo gì nữa, có dính đi thì cũng bị nhẹ. Nhưng mà quan trọng là mình không được chủ quan nha. Đúng rồi, à. Quan trọng là đây tình người ở đây sớm nhỏ mà vui. Trời ơi, có dĩa xoài đây ngon quá. Thôi mình tụ hợp ăn xoài, ăn xoài đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, 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 lâu lắm rồi mới ăn xoài đó. Rồi, rồi, tụ hợp ngồi, ngồi, ngồi với anh đó. Xoài này là chấm với muối nè, còn cái này là giờ chấm với gì kì. Quá ơi. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Paris by Night 135 từ công phụng trên ngọn tình sầu được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, D&D Gel, Lexor, Dr. Sam và Mabi. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời. Hi everybody. Em chào nữ. Cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha. Nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều. Ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan khoan, nhưng mà xin lỗi à, thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ tôi, trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Cứ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe. Nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè, cậu tôi cho, đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ai cũng dòm tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha. Vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vang, trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten tròn. À, mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, tức là thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời, cậu không biết rồi. Chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục lục cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra, bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó, làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất ơi,
Ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm. Tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa á. Trời đứa, cái áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm à. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại á thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Tự hiểu ý cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ à, hôm ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Cái, à, ủa? Tưởng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi hết nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À tôi hiểu rồi, dạ dạ. Con nói thầy nghe nè, nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha, thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giác hứa hồi hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu, dạ, coi cho. Bây giờ khấn nha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình sao mình nên tụi con mà xong. Dạ hôm nay con làm sao cho con có thể làm được như thế là những ý của con mà cậu nói nha. Dạ, xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe? Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết đó. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ tôi nghe, rõ tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con cầu khẩn trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Ông Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, bảo kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông Tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông Tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kim Valley? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ vậy con cầu ông Tơ bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ con cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào mà thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Cali. Có nãy Cali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, thôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Mình là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy vậy cậu? Ủa thoảng thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe. Dạ dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Mà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Dạ thôi. Con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không cậu Tơ? Ai vậy? À, khách quen.
Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Ủa? Dạ con thấy tưởng là cô chứ. Mới xăm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Hôm nay doctor nói làm sao tin dạ, không? Dạ, doctor mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó, bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Yeah. Tại cậu không nói sao cậu biết? Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Yeah. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Ô. Cậu cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì, cậu chi? Dạ, bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói, đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, 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 thầy hiểu lộn rồi. Dạ, con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ vậy trời. Vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bộ ông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy. Cậu nói cái gì đó cũng được. Miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ. Sợi chỉ tôi cầu duyên đeo vô người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi, cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp đây nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đội ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ. Đi. Dạ dạ dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ dạ tôi quên cái bóp. Dạ dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ dạ không có gì trong đó. Dạ cho xin phép. Ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ 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 dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly chứ không phải tên Kiều. Không phải, không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng. Trời, bao nhiêu năm nay mới gặp là được anh. Trời em mừng quá. Trời ơi. Trời Linh quá đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi Linh gì hết trời. Trời ơi. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thắm thiết đi tìm nhau vậy. Mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em. Tại cổ. Tại anh. Tại em tại chứ. Tại ông á. Bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện đó đi kể là ai hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do của ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến. Tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Quán cà phê. Làm sao mà quên được. Rồi, đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu Tơ coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước. Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay. Này tay nắm tay. Khoan anh. Vậy 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều em dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát tới là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nhạc. Làm lại. Làm nhẹ phải không anh? Dạ dạ. Một chiều em tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai đưa mới tới em anh. Đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi.
đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi. Ngồi em đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng kia kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi banh đũa không, không hái gì hết trơn chuỗi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bút ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi, đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi, hơi đâu mà ba mà hái bông phượng rồi ép làm cái gì? Trời, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì em bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen? Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cạo gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô, chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À, dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ờ, ai uống phải hỏi người đó chứ. Ừ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Vậy tôi đưa ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? À. Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Thôi được rồi. Ổng muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Ừ. Tôi thích trà xanh. Ôi lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt, anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu chứ vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Thôi, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Không có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. À? Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn. Tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Ừ? Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cú quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau. Ừ. Mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe, chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trọi á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. À, mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy, anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống vậy? Có gì không? Ừ. Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè.
người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi chứ anh dù duyên thiệt đó anh. Trời ơi, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè, anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói anh hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan. Cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà. Nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi, má đón con về đi má ơi. Má. Ủa ông... ai vậy? Ăn cướp, ăn cướp. Dừng lại. Ăn cướp, ăn cướp. Ăn cướp, ăn cướp. Ăn cướp, ăn cướp. Anh nói ăn cướp, ăn cướp. Thôi thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời, ăn cướp trời ơi, trời cầu đi, cầu đi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy trời ơi. Cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi, anh tới rồi. Trời anh ơi, anh ơi, anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh đi trầy chút thôi, không sao đâu. Đó. Xức dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe không? Dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh gì vậy đó. Em thương anh vì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi. Thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè. Sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời đi, cho nên bây giờ mới tin Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê, vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tới với nhau đi, đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà... Trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Ờ, sao nó lừ đừ vậy, nhanh nhanh lên lừ đừ. Nghe, nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh? Anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Dạ. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ, trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi, uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Daddy good. Anh uống đi, anh uống đi. Uống đi. Bây giờ nãy uống mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm đi, hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe, bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Thì vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Ôi. Kiều, em có bị sao không vậy? Ôi, em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn đó hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nói nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu mấy đời chồng, chính chuyên mà ha chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Thôi nhưng đó. Mà bây giờ em vẫn một mình anh nè. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà... Cái gì nhân hoài tao vậy? Nhân hoài vậy? Hả?
Thôi bây giờ uống xong rồi ăn ha. Tôi phục vụ đồ ăn luôn. Đúng rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? À, anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe cái mặt của chị ấy nói chữ phở, nhìn nó thấy thương. Hoặc anh nói chữ phở nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở. Rồi em bưng hai tô phở. Ê! Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái răng qua tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng phai nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời xương ơi, cái hầm răng ngâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách hết phở rồi. Cái gì để vậy? Sao anh chào huy hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Như quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À, còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Dạ. Rạc vậy. Ủa, sao lại... Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẹ dữ thầy? Lẹ quá hả? Dạ. Để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Ô, đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền. Thời lượng có hạn, phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Ừ. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy ngang. Răng tôi đâu phải mô hình đâu lắp ráp cái một trời. Mà đều ngọt ha. Ờ, vậy hả thầy? Trời ơi, ngọt thiệt thầy. Ngọt nè, không? Trời ơi, cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt ngang, trời ơi, nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Ừ. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không? Ừ. Trời ơi, ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. À, dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ là dùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay quay lại được, giờ lớn tuổi quay của nó trật luôn rồi. Bình đặc. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à? Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi. Ủa, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kia. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời? Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay. Chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha. Mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến sao? Nhưng đối với anh nó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thiệt thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ủa? Em không thể nào chịu nổi nó rồi. Ê khoan, tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hễ có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Ôi trời. Cái gì vậy? Ấy anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa vậy ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Rồi bây giờ anh?
Tôi ăn năn sám hối bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan. Quá. Cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bả giùm tôi. Ê, trời ơi, tự nhiên giật điện thoại. Giật đi lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt Duyên Âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt Hải Dương Dương của cậu đó. Vậy vậy? Giật điện thoại đi. Không, ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi. Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi sao. Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng, trời ơi, sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi, tại sao cậu ác vậy cô bác? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à, em vượt dạng dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh dậy đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh ơi em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh Tịnh, em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như hồi dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu anh. Vậy, làm anh nghe em nói mà anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh, bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi, không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh nha. Anh say yes đi nha. Không em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh phải uống cả bụng thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống. Một ngày em uống 2-3 bụng thuốc luôn anh. Nhưng mà tại tôi. Tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lỡ. Không thể được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét với cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi. Đúng không? Đúng rồi. Lỡ già đảng trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đảng trí, xấu xa, mày đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà. Một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà không, đừng nhưng ý anh đó. Đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Thiệt hả Kiều? Cho nó nghe nè. Vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là có liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say, như chưa bao giờ em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe mùa xuân đang mở toang trong mắt tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè,
Bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu. Đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi. Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta. Hay quá. Trời ơi, tự nhiên cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe. Tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.